Nếu như mà điểm học kỳ này của mình á mà cao hơn bạn thì bạn phải làm bạn trai của mình đó, dám cá không? Em hết rồi. Mất gì tôi với cái vậy? Ờ, thì sợ thua chứ gì. Mà bạn sợ thua là chắc rồi. Mình nghĩ á, sức của bạn không chỉ tới hạng 322 thôi à. Nghĩ gì tôi sợ bạn vậy? Bạn trả lại gì với tôi á? Vậy thì cá đi. Rồi chơi chơi. Bạn bị chảy máu cam rồi nè. Đã nói là học vừa vừa thôi mà không nghe. Tối đã thức học suốt cả đêm rồi mà giờ này còn ngồi học nữa. Trời đất, chăm học dữ vậy luôn hả? Làm gì mà đừng nói là học bài nha. Thấy không biết sao ngồi. Holy crap. Mẹ ơi, thế giới này đảo điên hết rồi. Mẹ ơi. Nè Mẫn, chưa tới giờ vô học, đi ăn sáng với mình nha. Mình biết quán hủ tiếu mì này ngon lắm á. Nha, đi đi mà. Ơi, bạn đừng có thấy mình thích bạn rồi bạn làm giá với mình nha. Có nhiều người muốn mình làm bạn gái lắm đó. Thảo riết quen rồi đúng không? Chỉ có đứa ngu mới đi tin lời của bạn thôi. Hoàng Anh, làm bạn gái mình nha. Chết hay gì? Hả? Đó, thấy chưa? Mình có nói xạo đâu. Mà nè, bạn không thích mình thiệt hả? Hay là bạn thích người khác rồi đúng không? Đúng không? Biết sao tôi không thích bạn không? Tại bạn là cái đứa mà không ngu nhất trường này á. Đây nè, bạn không thích mình vì mình học không giỏi hả? Bạn coi là bạn coi, bạn đứng thứ mấy ở trường hả? Anh bạn thì đứng nhất trường, còn bạn từ hạng nhất hạng thứ 10, mình có thấy tên bạn đâu. Bạn đứng thứ mấy hả? Oh, oh my god. Bạn thân, con người kiếm bạn kìa bạn thân. Con người kiếm bạn. Con ghệ bạn kìa. Tên là chi vậy? Thì bạn cũng giống như mình thôi. Giống gì? Mình tưởng bạn là bạn học giỏi nhanh hai của bạn. Nhưng mà ai dè bạn có hơn mình là mấy đâu. Bạn đứng tới hạng 322 lận đó. 322 thì sao? 322 tôi hơn bạn tới 100 hạng á. Mà 100 hạng là hơn 100 người á. 100 người để xếp hàng từ đây ra tới cổng nhưng chưa đủ chỗ nữa. Nè, mình mà chịu học á thì bao nhiêu đó không có ăn thua với mình đâu nha. Mình mà muốn vượt qua bạn á, mình chỉ cần 3 ngày thôi. Nói khơi khơi cái đó ai không nói được. Không tin hả? Thì bạn dám cá với mình không? Dẹp đi, mắc gì tôi với cá với bạn. Cá đi bạn thân. Cá đi bạn thân. Tới luôn. Mày muốn cá hả? Cá đi. Em. Nếu như mà điểm học kỳ này của mình á mà cao hơn bạn thì bạn phải làm bạn trai của mình đó, dám cá không? Em hết rồi. Mắc gì tôi với cá với bạn? Ờ, thì sợ thua chứ gì. Mà bạn sợ thua là chắc rồi. Mình nghĩ á, sức của bạn không chỉ tới hạng 322 thôi à. Nghĩ gì tôi sợ bạn vậy? Bạn trả lại gì với tôi á? Vậy thì cá đi. Rồi chơi chơi. Chơi rồi. Chơi thì chơi. Ủa vậy à? Mọi người đây làm chứng cho mình nha. Nếu như mà điểm học kỳ này mình cao hơn Mẫn thì hai đứa mình chính thức hẹn hò với nhau. Cái gì mà ồn ào quá vậy nè tụi em? Ủa, tới giờ học rồi sao không vào lớp đi còn ở đây nữa hả? Cô làm chứng cho em nha cô. Em với Mẫn đi về lớp. Tới giờ vô học rồi. Em với Mẫn làm cái gì? Không có gì đâu cô. Mình vô lớp dạy thôi cô ơi. Cô dạy em muốn học bài sớm cô. Nhớ đó nha. Đi, nè, đi cá cái gì? Nè, tụi em nha. Tụi em là học sinh không có được cá độ gì cờ bạc nghe chưa? Dạ. Ừ, tụi em về chỗ đi. Chúng ta chuẩn bị học ha. Cá đi bạn. Nhớ cá nha bạn.
hả? Thiệt. Cá độ với nó chi giờ phải ngồi học bài. Làm gì mà đứng đây học bài nha. Thầy không biết sao ngồi. Holy crap. Mẹ ơi, thế giới này đảo điên nữa rồi. Mẹ ơi. Mấy thằng đi này đâu ơi. Mẫn. Hello. Dạ này bạn học sao rồi? Dạo này mình học khá là nhiều lắm đó nha. Á chà, ở nhà không có đủ sách, mình phải lên thư viện mượn thêm sách để đọc nè. Hẹn gặp lại bạn sao nha. Mình phải về á, đọc hết số sách này trong ngày hôm nay. Nhức đầu quá à. Bye bye bạn nha. Dung ơi, bạn ngủ rồi hả? Mình vẫn còn đang ngồi học đó. Bạn muốn lần hẹn đầu tiên của mình là ở đâu? Công viên, rạp chiếu phim hay khu vui chơi nè? Bạn suy nghĩ đi nha. Chúc bạn một buổi sáng tốt lành. Ngon quá chú ơi. Đẹp ngon chút. Ủa nè. Hả? Ba đã anh Hành chịu bằng anh không xuống ăn hả mẹ? Ừ, giá từ từ xuống như vậy. Còn sớm mà con. Giờ ai xuống trước ăn trước đi. Không. Rồi Mẫn đâu? Sao không kêu xuống ăn sáng đi rồi còn đi học nữa? Còn đâu biết đâu. Thằng này cái gì vậy? Bồi xuống ăn từ từ coi. Có ai cái nhà đi học nha. Thằng này làm gì bị ma đuổi vậy trời? Nó mà không kịp tới trường đúng giờ là nó có chuyện đó chú. Là sao? Có chuyện gì vậy? Chú tự tìm hiểu đi. Thằng này nhớ mặt á. Đâu có dơn đâu. Chú miếng.
thì bây giờ thì chưa phải, nhưng mà có kết quả thi rồi á, bạn chắc chắn là bạn trai của mình. Ừ, thì cứ chờ thi xong đi rồi biết. Chị chờ kết quả đi nha, chúc may mắn. Xong rồi em làm trước nha thầy. Rất thất vọng về thành tích học tập của các em. Điểm học kỳ này rất là thấp. Nhưng mà đáng mừng thay, Phan Hoàng Anh, em đứng lên. Em rất xuất sắc. Cả lớp cho bạn Phan Hoàng Anh một tràng pháo tay. Em biết xuất sắc cái gì không? Em xuất sắc là em giành hạng chót của Yumi toàn trường. Không hiểu nổi tụi em học hành cái kiểu gì